Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 35. Kiêm 8 mạng có toàn là số chắc hay không? Đấy. Mà nếu như có, tức là nếu như là toàn số chắc, mạng toàn số chắc thì nó ra về 1, và nếu như có bất kỳ cái phần tử nào trong mạng không phải là số chắc thì nó sẽ ra về số 0. Đấy. Thì đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ đúng không ạ? Ví dụ đây mình đưa ra là một cái mạng số nguyên gồm có 4 phần tử là A0 bằng 1 này, A1 bằng 10, A2 bằng 4 và A3 bằng 25 đúng không ạ? Thì nhìn vào đây, chúng ta có thể thấy trong mạng này nó không phải là hoàn toàn là số chắc đúng không ạ? Vì số 1 đầu tiên này là một số lẻ đúng không ạ? Đấy. Và khi nó đã có số lẻ rồi đó thì nó sẽ không cần quan tâm đến những cái số phần tử còn lại nữa, và nó sẽ trả về kết quả là 0 luôn. Đấy. Rồi cái tiếp theo, cái A4 này nó có các phần tử là 2 này, 0 này, 4 và 10 này, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn vào đây có thể nhận biết được nó là toàn bộ những cái phần tử của cái ví dụ thứ hai đây là nó đều là cái số chắc đúng không ạ? Thì nó sẽ cho kết quả là 1. Đấy. Thì đây là với những cái trường hợp mà cái mạng nó nhỏ, số lượng số đồ lớn của nó nhỏ đúng không ạ? Chỉ có 4 phần tử. Nhưng với trường hợp có nhiều phần tử thì sao? Làm sao mình có thể nhìn vào và có thể đưa ra kết quả nhanh được? Đấy. Thì để làm được đó thì mình sẽ xây dựng một cái thuật toán như này. Mình sẽ phải đi kiểm tra những cái phần tử AI của cái mạng đó. Nếu như cái phần tử AI đó mà nó tất cả các phần tử AI đấy nó chia cho 2. Đấy. Tức là một số mà chia cho 2 thì đương nhiên số là số chắc đúng không ạ? Đấy. Thì nó sẽ trả về kết quả là 1 đúng không ạ? Đấy. Hoặc là nếu như một nếu như chúng ta gặp chỉ một cái phần tử AI ít nhất đấy. Khi chúng ta gặp bất cứ một cái phần tử AI nào ấy mà nó không phải là số chắc, tức là nó không chia cho 2 ạ, thì mình sẽ trả về giá trị 0 luôn, chứ không cần phải quan tâm đến những cái giá trị AI phía sau nó, AI cộng 1 hay AI cộng bao nhiêu đấy. Đấy. Thì đó là cái thuật toán dùng để dùng cho cái bài này. Thì đầu tiên mình sẽ phải khai báo cái thư viện cho nó, và sau đó là những cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng. Thì đây là những cái bước rất cơ bản cho những cái bài tập liên quan đến mạng, đúng không ạ? Thì trong cái thư viện đây thì mình sẽ khai báo STDO này, Conio và MAT này, và sẽ define thêm một cái mắc có độ lớn là 100. Và đây sẽ là trong cái hàm void này. Trong cái hàm void nhập mạng này thì đầu tiên mình sẽ nhập cái số thứ tự, xin lỗi các bạn, là nhập các cái số phần tử của một cái mạng A đó. Đấy. Và sau đó mình sẽ kiểm tra xem cái nhập N đó đã đúng chứ chưa. Đấy. Nếu như chưa đúng thì dùng cái câu lệnh go to này để quay trở về cái bước nhập. Và nếu như cái điều kiện N này đó đã thuộc cái đoạn từ 0 cho đến bé này mắc đây này, thì sẽ sử dụng tiếp cái vòng lập for này. Trong vòng lập for này thì nó có tác dụng dùng để nhập các cái phần giá trị cho các cái phần tử của mạng. Đấy. Nó dùng cái câu lệnh print và scan này. Rồi. Sau đó sẽ đến cái hàm xuất mạng. Và trong hàm xuất mạng này thì mình sử dụng cái vòng lập for. Vòng lập for này thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ đi từ cái phần tử đầu tiên cho đến phần tử cuối cùng của mạng. Đấy. Và sau đó sẽ in ra, cứ sau một cái lần y này thì nó sẽ in ra cái giá trị của cái y đó, AI đó. Đấy. Như vậy thì nó có thể in được tất cả các cái giá trị của cái mạng đó. Sau đó mình sẽ đi vào cái hàm dùng để kiểm tra cái số chắn, đúng không ạ? Thì như yêu cầu bài toán, nếu như mà toàn số chắn cả thì sẽ trả về 1, và nếu như có bất kỳ số nào là số lẻ thì sẽ trả về là 0, đúng không ạ? Nên là cái hàm này thì nó sẽ trả về hai giá trị là 0 hoặc 1. Nên là mình sẽ viết cái kiểu dữ liệu cho nó là kiểu integer. Và ở đây mình sẽ là kiểm tra chặn. Tên của nó sẽ là kiểm tra.
chặn. Đấy, mình viết tắt như vậy. Và đây sẽ là A này. Các bạn cần phải có A này. Và N. Đấy. Và trong cái hàm kiểm tra chặn này thì chúng ta làm gì? Đấy, mình sẽ sử dụng một cái vòng là for này. Để kiểm tra này. Đúng không ạ? Để kiểm tra chặn. Nhưng mà lúc đầu mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến KT. Tức là biến kiểm tra. Kiểu của nó sẽ là kiểu nguyên. Và mình đặt cái giá trị khởi tạo cho nó bằng 1. Và trong cái vòng loop for này thì mình sẽ làm gì? À, mình sẽ sử dụng một cái biến chạy y khởi tạo giá trị ban đầu bằng 0. À, và y bé n tất nhiên là sẽ là y cộng cộng. Trong đây thì sẽ là gì? Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if dùng để kiểm tra cái điều kiện cái phần tử ai có phải là chặn hay không. Đấy. Nếu như mà này ai này nó mà không chia cho 2, tức là nó chia lấy dư cho 2 này mà nó mà khác không, khác không thì các bạn dùng cái dấu chấm than này bằng này. Không đúng không ạ? Đấy. Đây là cái chữ ký tự khác không, cái ai phần trăm 2 chấm bằng không này tức là gì? Khi mà cái giá trị ai này nó chia lấy dư cho 2 mà khác giá trị không, tức là đó là số lẻ đúng không ạ? Tức là nó sẽ không chia cho 2 mà một số không chia cho 2 thì đó là số lẻ đúng không ạ? Thì sẽ làm gì? Lúc đó mình sẽ gán cái giá trị KT bằng 0 và sử dụng câu lệnh break luôn, thoát ra khỏi vòng lặp luôn và không cần phải quan tâm đến những cái giá trị AI ở phía sau. Đấy. Còn nếu như không thì mình sẽ trả về cái kết quả của cái hàm KT. Đúng không ạ? Và KT lúc đầu ban đầu mình cho nó bằng 1 đúng không ạ? Tức là khi nó bằng 1 thì nó là toàn số chẵn K đúng không? Thì cái mạng nó sẽ toàn số chẵn. Nhưng khi KT này nó bằng 0 thì nó sẽ trả về kết quả là hàm đó không toàn là số lẻ đúng không ạ? Rồi ok. Bây giờ mình sẽ vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình cần phải làm gì? Thì việc đầu tiên chúng ta cần phải khai báo cái n cho nó. Và các bạn có thể để ý ở đây nó đã báo lỗi đúng không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta cần phải kiểm tra những cái trước nó. Đây nó báo là nó sẽ thiếu một cái dấu móc đây. Đấy. Khi chúng ta thêm cái dấu móc của cái vòng lặp for đây thì nó đã báo không báo nữa đúng không ạ? Ở trong hàm bên này thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với cái A. Với cái độ lớn của nó sẽ là max. Đấy. Và sau khi khai báo được cái N và A này rồi, và sau đó thì mình sẽ gọi cái hàm nhập mạng A, N và cái hàm xuất mạng A, N. Rồi, và sau đó thì mình sẽ in ra cái kết quả đúng không ạ? Đấy. Bằng cách là mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến kết quả bằng cái kết quả trả về của cái hàm kiểm tra chặn này. Rồi. Và cái hàm kiểm tra chặn này thì nó sẽ trả về hai kết quả là 0 hoặc 1 đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ có hai trường hợp, nếu nó bằng 1 thì sẽ trả về kết quả là mạng toàn số chặn. Và nếu cái kết quả ở đây nó trả về 0 thì nó sẽ in về kết quả là hàm đó, cái mạng đó không toàn là số chẵn đúng không ạ? Vì thế nên là mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà này, cái kết quả này nó bằng 1 đúng không ạ? Thì nó sẽ trả về này, sẽ in ra cái kết quả này là
mang toàn là số dương, số chẵn, xin lỗi các bạn. Đấy. Còn nếu không thì sao? Nếu không, nếu nếu mà không, tức là nếu cái kết quả này nó bằng không, trả về không, cái L này thì nó sẽ ngược lại, tức là nếu như kết quả nó không bằng một thì nó sẽ bằng không luôn. Thì sẽ in ra cái dòng lệnh này. Ta có thể copy nguyên cái dòng lệnh này và paste xuống đây. Chỉnh sửa lại một chút. Mạng không toàn là số chẵn đúng không? Đấy. Nếu như nó không phải toàn là số chẵn thì nó sẽ là số lẻ đúng không? Mạng có số lẻ. Đấy. Đấy, như vậy là mình đã xong cái phần cho phần main này. Và chúng ta cần phải thêm một cái câu lệnh get để có thể dừng cái màn hình lại cho chúng ta xem kết quả và return không. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem và chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đúng không? Ở đây thì nó đã không báo lỗi đúng không? Ở đây mình sẽ nhập số phần tử là 4. Và nhập cái số đầu tiên mình sẽ thử với cái trường hợp là không, là có cái mạng có số lẻ 1 này, 2 này, 3 này, 4 đúng không? Thì nó đã in ra kết quả là mạng có số lẻ đúng không ạ? Rồi. Bây giờ mình sẽ thử với cái trường hợp là mạng toàn là số chẵn. Ở đây mình cũng nhập là 4, mình nhập là 2 này, 4 này, 6 này, 8 đúng không ạ? Thì nó đã in ra cái dòng là dòng chữ là mạng mạng toàn là số chẵn đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái bài tập dùng để kiểm tra xem mạng có toàn là số chẵn hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.